Sư cho con hỏi, sao chúng sanh cõi ngạ quỷ có năng lực nhớ được kiếp trước và biết được mình và người thân của mình trong kiếp quá khứ, trong khi con người không nhớ được và nhân quả không ai thay đổi được trừ bản thân mình? Sao một số bùa của ngoại đạo có thể thay đổi được nhân quả tạm thời? Thì xin thưa với quý vị đó, thứ nhất á, là cái năng lực thần thông đấy là nó có hai loại thần thông ha. Một loại thần thông á là do thiền định, có nghĩa là khi chúng ta hành thiền, chúng ta thiền định và chúng ta có năng lực thần thông. Cái thứ hai là năng lực thần thông do nghiệp đó. Thì cái năng lực thần thông của thứ nhất là cái hàng ngạ quỷ này không phải con nào cũng có nha, không phải con nào cũng có cái năng lực nhớ kiếp trước của mình ha, không có phải con nào cũng có. Và những con mà có năng lực thần thông đấy thì nó thần thông do nghiệp á, do nghiệp của nó mà nó có đó, thì nó có thể nó nhớ được kiếp trước của nó, chuyện nó chuyện bình thường. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tại sao nó biết được chuyện của mình, biết được chuyện của mình và người thân của mình, là do cái hàng ngạ quỷ đó là tuổi thọ của nó rất là lâu, nó lâu rất là nhiều. Có loài ngạ quỷ đó nó thọ tới thời tức Phật quá khứ cho tới bây giờ nó vẫn chưa chịu chết nữa, nó thọ rất là lâu. Vì chính vì nó thọ rất là lâu á mà cái nơi nó sống có một chỗ à. Xin thưa, cái tuổi thọ lâu của nó không phải là do cái phước không có sát sanh nha, mà do nghiệp khiến cho nó phải thọ lâu để nó chịu khổ đó. Nó mặc dù nó khổ lâu như thế nhưng mà do nó sống lâu quá đó, cho nên là mình từ hồi nhỏ hồi quấn tả cho tới lớn thành ông cụ như thế nào, rồi mình có con có cháu, rồi cháu bắt đầu từ quấn tả cho tới thành ông cụ, nó theo dõi nó biết hết. Cho nên là một nhà có mấy đời như vậy, xin thưa là 3-4 đời thì chừng có 100 năm chứ mấy, mà nó sống tuổi thọ quá lâu đi, cho nên cái chuyện nó nhớ nó biết được là chuyện hết sức bình thường ha. Đó. Còn con người không nhớ được thì xin thưa, có một số người họ có năng lực thần thông do nghiệp thì họ có năng lực họ nhớ kiếp trước ấy. Có. Không tin quý vị gõ Google là nhớ kiếp trước, người nào đó có năng lực nhớ kiếp trước thì sẽ thấy ta cũng có, mà Tây cũng có, Tàu cũng có, rồi nước nào cũng có chứ. Có một số chúng sanh là họ có năng lực thần thông nhớ được kiếp trước của họ đó. Họ nhớ nhưng mà cái nhớ của họ đó nó chỉ có hiệu lực một cái đoạn thời gian nhất định nào đó thôi, và sau đó họ sẽ quên đi. Nó giống như là một người mới tỉnh dậy mà họ nhớ cái giấc mơ của họ đó, họ nhớ được một khoảng thời gian ngắn nhưng mà sau đó thì họ quên, thì họ không nhớ nữa đó. Và một cái nữa đó là nhân quả không ai thay đổi được, mà tại sao bùa của ngoại đạo có thể thay đổi được nhân quả tạm thời? Xin thưa, nhân quả, cái nghiệp nó có hai loại nghiệp ha. Một cái đó là cố cái nghiệp và cố định, và một cái là cái nghiệp bất định. Cái nghiệp cố định là nghiệp như thế nào? Có nghĩa là nó chắc chắn nó phải xảy ra, có nghĩa là cái nghiệp nó tới lúc trả đó là chắc chắn phải trả thôi, chứ còn không có một cái lý do gì để tránh khỏi. Thần thông cũng không giúp được ha, bùa chú cũng không giúp được. Ví dụ như cái nghiệp tới lúc chết rồi đó, có người họ xài bùa đó, trong kinh tả họ xài bùa đó rồi họ cũng chết, xài bùa mà biến núp ở trong hư không rồi tới hồi chết rồi là cũng chết, xài bùa núp ở trong lòng núi rồi tới hồi chết thì vẫn chết, xài bùa khiến cho mình vô hình tới hồi chết thì vẫn chết, xài bùa trốn xuống biển tới hồi chết nó vẫn chết ha. Có nghĩa là khi mà cái nghiệp mà chắc chắn xảy ra, cái nghiệp mà cố định đó, mà nó xảy ra rồi đó, thì không có bùa chú nào giúp được hết trơn, không có một thần thông hay bùa chú gì giúp được hết. Nhưng mà cái nghiệp mà nghiệp và bất định á, thì có thể thay đổi được.
Như trường hợp mà ngài Mục Kiền Liên ấy, ba lần cướp nó tới nó giết ngài đó, thì khi đó cái nghiệp của ngài nó vẫn còn là nghiệp bất định, có nghĩa là ngài vẫn còn thay đổi được. Và vì cái lòng đại bi, ngài không muốn cái bọn cướp đó đó chịu cái ác nghiệp là giết một vị A-la-hán, cho nên á, là ngài dùng thần thông để mà ngài đi chỗ khác. Nhưng mà khi mà cái nghiệp nó thành cái nghiệp cố định rồi đó, thì khi đó thần thông của ngài mất hiệu lực, và khi đó là cướp nó giết ngài. Bùa chú cũng như thế thôi, nó chỉ có thể can thiệp được là những cái nghiệp bất định, nhưng mà khi cái nghiệp cố định rồi nó không làm gì được hết trơn. Nhưng mà bùa chú nó có một cái hại như thế này, sư cảnh báo quý vị. Không ai cho không ai cái gì, và nghiệp và quả của nghiệp không chỉ chúng ta, đôi khi chúng ta chỉ có thể hẹn, chứ chúng ta không có, có nghĩa chúng ta chỉ có thể khất nợ chứ chúng ta không thể quỵt nợ được. Ví dụ như chúng ta có thể hứa là thôi bây giờ tới tháng chúng ta trả nghiệp trả nợ đó, nhưng mà chúng ta thôi bây giờ kẹt quá thì ráng tới hôm sau ha, thôi ráng tới mai đi, hoặc là ráng giùm 2-3 bữa, hoặc là ráng giùm tháng đi, thì chúng ta có thể chúng ta khất được một lần, chúng ta khất được 2 lần, chúng ta khất được 3 lần, nhưng mà quá tam ba bận tới lần thứ tư có khi chúng ta khất hết nổi nữa, thì khi đó là lãi mẹ lãi con nó đẻ ra và chúng ta vẫn phải trả cho hết. Cho nên nó đừng có trông mong cái chuyện mà bùa chú nó giúp cho chúng ta chuyển nghiệp, chẳng qua là nó giúp cho chúng ta khất nợ thôi. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì, chúng ta biết cái gì và chúng ta dám can thiệp. Khi chúng ta không hiểu rõ được nghiệp và quả của nghiệp á, sư thành thật khuyên là chúng ta không nên tùy tiện can thiệp vào nhân quả của người khác. Bởi vì khi chúng ta can thiệp vào á, chúng ta sẽ cộng nghiệp với họ, và chưa chắc chuyện nó sẽ đi đến cái tốt hơn đâu, mà đa phần là nó sẽ đi đến cái chuyện là tệ hại hơn. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm của sư trong một cái khoảng thời gian dài. Có những chuyện mình cứ nghĩ là mình can thiệp mình sẽ giúp được họ, nhưng mà rốt cuộc cái người mình giúp họ không biết ơn mình, mà cái người mà mình can thiệp họ đem quay qua mũi giáo, họ chĩa vào mình. Thành ra đó, làm ơn mắc quá, mình giúp người ta không biết ơn mình, còn cái người mà mình can thiệp thì người ta lại quay qua, thay vì người ta lại quay qua người ta chọc mình. Cho nên biết cái gì về nhân quả mà mình dám cái gan mình can thiệp vào ha, thì sư trả lời cái câu hỏi đó là như thế.